Prime Minister Ning Danson for those inspiring remarks and that wonderful opening. Ladies and gentlemen, for almost half a century, as you've just heard, Erie has been an important partner of Vietnam in its agriculture and rural development programs. To recognise and honour the achievements of this special relationship, the government of Vietnam has decided to confer a number of awards on Erie and its scientists. Joining me to help with the award presentation program is the President of the Vietnam Academy of Agricultural Sciences, Dr. Nguyen Van Bo. Good morning, Dr. Bo. Kính thưa Ngài Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý ông, quý bà. Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế với tên gọi tắt là IRI đã trở nên quen thuộc với người nông dân Việt Nam ngay sau khi giống nông nghiệp 8 hay còn gọi là thần nông được đưa vào Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Gần 50 năm qua, sự hợp tác của Việt Nam và IRI đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế được thành lập năm 1960 và ngay năm 1963, IRI đã tiếp nhận học viên đầu tiên của Việt Nam đến học tập và nghiên cứu tại IRI. Sự hợp tác giúp đỡ của IRI đối Việt Nam đặc biệt mạnh mẽ sau khi thống nhất đất nước. Năm 1978, Tổng giám đốc IRI Tiến sĩ Brady đã đến thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Nông nghiệp Võ Chí Công. Và biên bản hợp tác đầu tiên được chính thức ký kết giữa Bộ Nông nghiệp Việt Nam và IRI. Những năm tiếp theo, hầu như tất cả các tổng giám đốc IRI trong nhiệm kỳ của mình đều đã đến thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác và phát triển lúa gạo đối Việt Nam. Những thành tựu quan trọng của IRI đối Việt Nam có thể kể ra như sau. Theo tính toán, các giống lúa mới của IRI đã góp phần làm tăng năng suất của thế giới lên gấp 2 lần trong 50 năm qua. IRI hỗ trợ cho các nước, cho Việt Nam phát triển những vấn đề liên quan đến lúa gạo. Về cả đến giống lúa, từ năm 1968, khi IRI 8 miền Bắc đặt tên là Nông nghiệp 8, miền Nam gọi là Thần Nông đã được đưa Việt Nam trở thành giống lúa phổ biến ở cả hai miền Nam Bắc. Đến nay đã có 50 giống lúa khác của IRI được khảo nghiệm và sử dụng trực tiếp, trong đó có giống IR64 là giống được sử dụng rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, các giống IR66, IR30, CR23, C70, C71 cũng là những giống rất phổ biến trong sản xuất trước đây. IRI cũng đã cung cấp cho Việt Nam trên 2.000 mẫu giống khác nhau để phục vụ công tác tạo giống. Nhiều giống lúa của Việt Nam đã lai tạo thành công từ nguồn gen của IRI. Ngược lại, giống tẻ tép và mọc tiền của Việt Nam cũng được IRI và nhiều nước khác sử dụng như nguồn vật liệu di truyền để tạo giống lúa. Việt Nam đã được IRI giúp tham gia mạng lưới nghiên cứu ảnh hưởng, phân bón đối với lúa, phát triển hiệu quả phương pháp bón phân cho lúa trong vùng đặc thù, sử dụng bảng so màu lá lúa, vân vân. Đây chính là cơ sở khoa học để hình thành chương trình ba giảm ba tăng và đang trở thành nền tảng của chương trình một vài năm giảm trong sản xuất lúa ở Việt Nam. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia IRI, Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc thử nghiệm các giống lúa chống chịu rầy nâu, sâu đục thân, các loại bệnh như đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Trong thời gian gần đây, khi Việt Nam chịu ảnh hưởng của dịch vàng lùn xoắn lá, các chuyên gia IRI cũng rất chủ động phối hợp các nhà khoa học Việt Nam để nghiên cứu xác định nguyên nhân gây bệnh, môi giới truyền bệnh và đề xuất giải pháp khắc phục. Để truyền tải nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, IRI đã giúp Việt Nam xây dựng thành công ngân hàng kỹ thuật trồng lúa đã được người nông dân đánh giá rất cao. Hiện tại các cơ quan nghiên cứu và đào tạo IRI vẫn đang hợp tác tích cực với Việt Nam trong việc tạo giống lúa lai, lúa chịu ngập úng, chịu mặn, các giống lúa gạo, lúa có hàm lượng beta caroten và vitamin E cao, lúa siêu xanh tham gia trong nghiên cứu công nghệ giảm tổn thất sau thu hoạch và tiết kiệm nước. Từ năm 64 đến 2009, bằng nhiều hình thức khác nhau, IRI đã đào tạo cho Việt Nam 254 nhà khoa học, trong đó có 29 tiến sĩ và 55 thạc sĩ. Việt Nam có 3 nhà khoa học làm việc tại IRI trong các giai đoạn khác nhau, đó là giáo sư Võ Tổng Xuân tham gia hội đồng quản trị của IRI từ năm 1995, tiến sĩ Tô Quốc Tường và tiến sĩ Chu Thái Hoành, và cả ba người đó đều có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Để cảm ơn những cái đóng góp của IRI, lãnh đạo của Việt Nam qua các thời kỳ cũng đã dành thời gian để đến thăm và cảm ơn Viện Lúa Quốc tế IRI. Năm 1993, Phó Thủ tướng Trần Đức Lương đã thăm IRI. Năm 1995, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đến thăm IRI. Và năm 1999, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Đình Ngọ đã đến thăm IRI. Với những đóng góp của IRI cho nông nghiệp Việt Nam nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các chuyên gia IB, cho 16 chuyên gia IB trong thời gian vừa qua. Để tôn vinh các đóng góp của Viện Nghiên cứu Quốc tế trong nông nghiệp Việt Nam nói chung và nghiên cứu phát triển lúa gạo nói riêng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành quyết định số 1828 QĐ-CTN ngày 1 tháng 11 năm 2010 tặng huân chương hữu nghị cho Viện Lúa Quốc tế nhân dịp IRI kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Tôi xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Robert Ziegler, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI, Tiến sĩ William Pandolina, Phó Tổng Giám đốc IRI, Tiến sĩ Akim Dobavan, Phó Tổng Giám đốc IRI, thay mặt các tập thể lãnh đạo các nhà khoa học của IRI lên đón nhận huân chương của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin được trân trọng kính mời ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên trao huân chương hữu nghị cho Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI. Xin kính mời Thủ tướng. Your Excellency, distinguished colleagues and guests, it is a tremendous honor for me to accept on behalf of all of my colleagues at IRI this recognition by the government of Vietnam and indeed by the people of Vietnam. It is an honor beyond words, and it reflects the efforts not only of scientists at IRI, but of our many partners in Vietnam, both in science and extension, and indeed the farmers of Vietnam. Without all of these people working together, it would be impossible to achieve the tremendous successes that we have achieved that were outlined so eloquently earlier. Once again, on behalf of all of my colleagues in IRI, I would like to thank the Prime Minister and all of our colleagues within the government of Vietnam for their generous support of IRI and their recognition we've received today. Thank you very much.